chữ tâm, ở trong nghĩa là trái tim, thì chữ này ở trong gỗ thủ có rồi, hoặc là ở trong phần sơ cấp là năm là 4 các bạn học rồi, nó cũng rất là dễ thôi. Nên là bên ngoài là ba ngôi sao đúng không, bên trong là vầng trăng, nên là có câu chuyện là một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời, hay là chữ tâm. Thì cái chữ này cũng rất hay treo nhà mình, và khi viết thư pháp người ta hay viết cách điệu ấy, nó dính dính đúng không. Một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời là chữ tâm. Thì ở trong từ vựng là kokoro thì nghĩa là tấm lòng, nghĩa là trái tim, rất là dưới dạng tinh thần đúng không. Hoặc là shinzo, shinzo thì nghĩa là quả tim, tim theo kiểu giống như là vật chất, ví dụ như là tim đập hoặc là bị đau tim. Đấy, tức là đây là quả tim dưới dạng vật chất. Chữ tất ở trong nghĩa là tất yếu, cần thiết, thì nó giống hệt chữ tâm và thêm là nhát đâm. Đấy, nên có câu chuyện là tức là bị đâm thì trái tim tất yếu phải chết, tức là có nét nét xoẹt xuống. Đó, nên là bị đâm thì trái tim tất yếu là không thể sống được. Ở trong từ vựng là hichiyo thì nghĩa là cần thiết, hoặc là một từ các bạn học trong sơ cấp đó là kanarazu. Kanarazu thì nghĩa là chắc chắn. Đấy là hai từ vựng thông dụng của cái chữ tất ở trong tất yếu. Chữ bí ở trong nghĩa là bí mật, thì mình sẽ tách bộ, tức đằng trước là bộ hòa, đằng sau là chữ vừa học xong đấy là chữ tất, thì ghép đơn câu chuyện là hòa đi tất rất bí đó. Thì như vậy mình đã thuộc ngay được và rất dễ hiểu, mặc dù là nghĩa nó có thể biến chuyển một chút, nhưng mình học thuộc ngay câu chuyện vì câu chuyện rất thú vị. Hòa đi tất rất là bí. Trong từ vựng là himitsu thì nghĩa là bí mật, tức ở đây ghép bởi chữ bí với chữ mật. Hoặc là một từ vựng khác là himeru thì nghĩa là giấu giếm, giấu kín. Có một chữ bí nữa nhưng mà trong nghĩa là tiết ra, thì mình sẽ có đằng trước là ba chấm thủy tức là nước, đằng sau là chữ tất, thì ghép luôn câu chuyện là nước ở trong tất đúng không? Thì đang tiết ra đó. Có hai chữ bí giống nhau nhé, nếu mà bí có hòa là bí mật, còn nếu có nước là bí tiết ra. Âm hàm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Thì chữ bí tiết ra này ở trong từ vựng là bunbitsu. Bunbitsu thì nghĩa là tiết ra theo kiểu tiết dịch, tiết chất nhờn gì đó ra. Hai chữ cuối là hai chữ mật đúng không? Đó thì mình sẽ đi tìm hiểu lần lượt. Đầu tiên là chữ mật ở trong bí mật, lúc trước học chữ bí rồi, học thêm chữ mật để ghép với nhau thôi đúng không? Thì mình sẽ phân tích bên trên là mái nhà, tức là miên, mái nhà. Sau đó có chữ tất và dưới là núi. Thì mình có câu chuyện là ở dưới mái nhà của tất cả ngọn núi đều có chứa bí mật. Đó, dưới mái nhà này, tất cả ngọn núi đều chứa bí mật. Ở trong từ vựng là himitsu thì nghĩa là bí mật. Hoặc là một từ khác là hisoka thì có nghĩa là bí mật, thầm kín. Đúng không? Chữ mật ở trong nghĩa là mật ong. Vì mật ong nên các bạn nhìn nó dưới cùng có bộ côn trùng đấy. Thì mình sẽ có bên trên là mái nhà, sau đó cũng có chữ tất và dưới là côn trùng. Thì ghép câu chuyện là dưới nhà đúng không? Dưới mái nhà của tất cả côn trùng thì đều có mật. Đấy, dưới mái nhà tất cả các con côn trùng đều cho ra mật. Trong từ vựng là hachimitsu thì nghĩa là mật ong. Thì bản chất nó ghép về con ong với lại mật. Hachi là con ong rồi. Đó. Đấy, bản chất là ghép về hai chữ. Chữ nhiên ở trong nghĩa là tự nhiên. Thì mình phân tích bộ. Ở đằng trước nó chính là bộ nguyệt. Thì các bạn đây, bộ nguyệt sẽ bị biến dạng một chút nhé. Nó hơi lẹm lẹm đó. Đó bộ nguyệt. Sau đó là có con chó. Và dưới là lửa đốt. Thì mình ghép câu chuyện là tự nhiên. Ở đây là chữ nhiên. Nên là nó là tự nhiên. Em nguyệt thèm thịt chó nướng. Đó. Nên là tự nhiên này. Nguyệt thèm thịt chó đang đốt ấy. Thịt chó nướng đúng không? Đấy. Là tự nhiên. Em nguyệt thịt chó nướng. Ở trong từ vựng là shizen. Shizen thì nghĩa là tự nhiên, đây là chữ tự và chữ nhiên. Hoặc là thotsuzen. Thotsuzen thì nghĩa là đột nhiên, đây là chữ đột và chữ nhiên. Một chữ nhiên nữa giống hệt như chữ tự nhiên và thêm lửa, nó là nhiên ở trong nhiên liệu, rất hợp lý đúng không? Đó, ví dụ chữ nhiên liệu này mà học cách viết nhiều thì chịu rồi, vì nó quá nhiều nét phức tạp, nhưng mà bản chất nó chính là tự nhiên thêm lửa thôi, rất dễ. Thế đằng trước có lửa, đằng sau là tự nhiên. Và ghép câu chuyện là lửa tự nhiên thì làm nhiên liệu, đúng không? Hoặc là logic cũng suy ra rất dễ, không cần câu chuyện vẫn nhớ được. Ở trong động từ là moeru, nghĩa là cháy, hoặc phấn khích. Nghĩa đen của nó là cháy, nghĩa bóng thì là sự phấn khích. Hoặc là một từ vựng khác là kanen. Kanen thì nghĩa là cháy được. Phần kanji hôm nay chúng ta ôn tập đó là kanji N1, tương ứng với ngày 69 và ngày 70 của khóa học kanji đạo. Đầu tiên mình vào ngày học 69. Các bạn nhớ chữ này không ạ? Rất là dễ đúng không? Tức là một vầng trăng khuyết ba sao giữa trời thì nó là chữ tâm đúng không? Nghĩa là trái tim. Rất là dễ vì cái này rất là ít nét. Và mình cũng nhắc lại nhiều lần rồi để nó cấu tạo chữ khác đúng không?
có ba cái chấm, đúng không? Thì coi như ba sao ở giữa nét móc giống như vầng trăng khuyết. Thì đó là chữ tâm, nghĩa là trái tim. Bây giờ trái tim bị làm sao đấy ạ? Bị đâm xoẹt vào nhát, đúng không? Tức là giống như là tình yêu đầu ấy, đấy, trái tim bị đâm y hệt như chữ tim nhá, y hệt như chữ tâm xong thêm một nét xoẹt. Trái tim bị đâm là điều tất yếu, đúng không? Trái tim bị đâm đấy là điều tất yếu. Thì đây là chữ tất, ở trong nghĩa là tất yếu, đúng không? Cần thiết. Từ chữ tất yếu này mình sẽ sang hai chữ kanji khác. Bây giờ mình sẽ thêm, các bạn nhớ bộ này không ạ? Thêm bộ hòa. Thêm bộ hòa. Thì bây giờ là có hòa và tất. Thì mình hay nói câu chuyện là hòa đi tất thì rất là bí. Thì chữ này ở trong chữ bí, nghĩa là bí mật. Ở đây có một lưu ý là khi mà dùng bộ thủ ấy, thì chúng ta sẽ dùng bộ thủ một cách linh động, tức là linh hoạt, để ra câu chuyện làm sao nó hay ho thú vị. Tại vì có nhiều quan niệm là mình bắt buộc, ví dụ như là tất ở đây mình lại dùng sang cái tất chẳng hạn, đúng không? Hoặc là hòa lúa thì mình lại sang là bản cái tên là hòa. Đấy, tức là cái phần bộ thủ mình sẽ dùng linh động nghĩa để tạo làm sao mình ra một câu chuyện nó thật là thú vị và thật là dễ nhớ. Chứ đừng câu nệ cái chuyện là mình bắt buộc phải đúng cái nghĩa bộ thủ đó. Thì đây mình dùng câu chuyện là hòa đi tất rất là bí. Hoặc là bạn nào dùng nghĩa là hòa nghĩa là lúa cũng được, đúng không? Tức là đi cắt lúa chẳng hạn mà đi theo tất, đúng không? Đeo cả tất thì đương nhiên rất là bí. Nhưng mình sẽ nhớ ngay được chữ bí này với nghĩa là bí mật. Có một chữ khác đi từ chữ tất, đó là khi mình thêm nước, đúng không? Tức là bây giờ là nước với lại tất, đúng không? Tức là có nhiều nước thì tất nhiên là phải tiết ra rồi. Nó là chữ bí trong nghĩa là tiết ra. Tức là từ chữ tất yếu sang hai chữ, đúng không? Mình tiếp tục. Các bạn nhìn thấy chữ này phân tích bộ. Mình có mái nhà, có tất và có núi, đúng không? Câu chuyện là bí mật, đúng không? Thì tất nhiên là không thể giấu dưới nhà được, mà phải mang lên núi rồi. Nó ở là chữ mật, đúng không? Ở trong nghĩa là bí mật. Mình có một chữ mật khác, nhưng bây giờ có côn trùng cơ. Thì nó liên quan đến gì ạ? Mật ong, đúng không? Vì nó liên quan đến côn trùng. Tức là mình phân tích bộ cũng có mái nhà, cũng có tất, đúng không? Cũng có ở dưới là côn trùng. Khác nhau là côn trùng, đúng không? Thì là câu chuyện là gì ạ? Câu chuyện là nhà của côn trùng, đúng không? Thì tất nhiên là có mật ong rồi. Đó, tức là trên là nhà, dưới là côn trùng và giữa là tất. Nhà của côn trùng thì tất nhiên phải có mật ong. Thế tức là mình có hai chữ mật nhé. Nếu mà có núi là bí mật, còn nếu côn trùng là mật ong. Thì phân biệt như vậy thì không giờ sợ nhầm. Mình tiếp tục đến một cặp kanji cuối cùng ở trong ngày 69. Các bạn nhìn chữ này không ạ? Nó cũng rất nhiều nét, đúng không? Nên ra câu chuyện rất là dễ. Mình có cái nét chéo chéo ấy, cái bộ chéo chéo ấy, nó chính là bộ giống bộ nguyệt, đúng không? Tức là trăng đấy, nhưng mà nó bị chéo chéo nhé. Tức là em nguyệt, sau đó là có, các bạn nhớ cái con gì to mà có đốm lưỡi không? Chó, đúng không? Và dưới là lửa, thì mình hay nói là chó nướng đây. Tức là em nguyệt tự nhiên thèm thịt chó nướng, đúng không? Thì nó là chữ nhiên, ở trong nghĩa là tự nhiên. Các bạn cứ xem những từ vựng là tự nhiên, đúng không? Thiên nhiên thì chính là chữ nhiên này. Tức là có em nguyệt tự nhiên rất thèm thịt chó và lửa thì là chó nướng, đúng không? Em nguyệt tự nhiên rất thèm thịt chó nướng. Đây là chữ nhiên, ở trong tự nhiên. Từ chữ nhiên này mình thêm bộ hỏa, tức là mình thêm chữ hỏa đi, đằng trước. Thì nó ra chữ gì ạ? Vẫn là nhiên, nhưng ở trong nhiên liệu. Hoặc là các bạn học cái bài rác cháy được ấy, thì đây chính là cái động từ cháy được. Đó, động từ cháy, đúng không? Thì các bạn sẽ để ý, ví dụ bây giờ mình vào học chữ nhiên này mình viết nhiều thì chắc rất là khó, đúng không? Vì nó quá nhiều nét và nhìn nó quá phức tạp. Nhưng mà khi mình học cái chữ tự nhiên ấy, nó rất là dễ. Tức là nhiên thì suy ra nhiên, bây giờ thêm lửa là xong. Mình sẽ cùng nhắc lại 8 kanji mình vừa ôn tập ở trong ngày 69. Tức ở trong ngày 69 này, bình thường ở trong khóa học thì mình sẽ được học 29 kanji, đúng không? Tức là mình sẽ học, mà bình thường là một ngày mình học khoảng 25 đến 30 kanji. Thì như trong phần ôn tập thì mình sẽ ôn tập cho các bạn ít hơn rất là nhiều, vì mình sẽ không thể ôn tập tất cả kanji, đúng không? Thì mình sẽ cùng nhắc lại 8 kanji. Đầu tiên là chữ một vầng trăng khuyết 3 sao giữa trời là chữ tâm, nghĩa là trái tim. Trái tim bị đâm xoẹt, đúng không? Là tất yếu. Tiếp theo là
hòa đi tất thì rất bí, tức là chữ bí trong bí mật. Còn nếu mà thêm nước thì nó sẽ là bí tiết ra, đúng không? Và bây giờ là có tất nhiên thì bí mật phải giấu dưới núi, đúng không? Tức là không giấu dưới mái nhà, thế là chữ mật. Còn nếu thay bằng côn trùng thì nó sẽ là mật ở trong mật ong. Em Nguyệt tự nhiên thèm thịt chó nướng là chữ nhiên trong tự nhiên, đúng không? Và khi chữ nhiên này thêm một lửa, thêm hỏa vào thì là nhiên ra nhiên, và nghĩa là nhiên liệu.